cao thị căn thành bằng bát bát. Nó nhỏ chúng ta nghe nó không có xử lý, bây giờ thuốc dạ dày nó tạm tạm nó hết rồi này kia nó phát từ bây giờ nó đau từng đợt, cái loại này nó đau bụng từng đợt thì nó bị từng đợt rồi sao nó hết, có tiêu chảy nữa từng đợt rồi sao nó đi thua cái chắc chắn rồi. Nên nói thôi về nó mới buồn quá, cái đó thôi thôi em đừng có lo chuyện đó, ở đời là gì cái bây giờ mình làm nhỏ, mình làm linh, cứ nghe đi. Mọi chuyện người ta chịu trách nhiệm. Chỉ có cái thương tâm rằng sao không giúp được cho bệnh nhân không à. Tôi dạy môn này tôi nói được như vậy là bởi vì tôi là bác sĩ làm lâm sàng. Nhưng tôi biên chế của bộ môn y trùng từ lúc ra trường tới giờ, cho nên tôi mới có được những cái thực tiễn và những thông tin nó thực tế như vậy. Chứ còn mấy thầy khác thì không có tham gia này, cứ đọc sách dạy con thì chắc không có để mà không có đảm bảo được cái gì trong cả nước. Nếu các thầy đã không có đi làm tâm sản à, không có điều nó quái quật gì dạy mà không làm thì dạy để làm cái gì, dạy cũng không làm cái đó thì mới có những cái đó. Bởi cái này không phải là cái xét nghiệm đâu mà vừa lâm sàng cả lâm sàng luôn, lâm sàng lâm sàng. Rồi Zakaria là vậy, bây giờ muốn chặt đón nó là sao, nãy giờ nói đã rồi soi thân. Soi thân thì chúng ta chỉ thấy được là gì, bào nang mà thôi, không có dòng hoạt động đâu. Bởi vì dòng hoạt động nó có gì 3/4 đĩa hút, rồi phía trước có đĩa hút nó bám chặt. Cái thứ hai nữa nằm ở độ cao của ruột non, cho nên nó không có bài xuất ra phân. Còn cái bào nang nó có bám có gì không, không bám không gì, thì chính vì chỗ đó là sao, nó bị đào thải một cách vô tư. Cũng có trường hợp chúng ta gặp dạ quan động trong thân, trong trường hợp tiêu chảy nặng quá, tiêu chảy nặng như là một cái dòng nước lũ cuốn mạnh, cơn lũ cuốn đi rồi biết tìm em hay không, tìm ở thân thì gặp liền. Rồi điều trị thì nói là đem metro nha, này dưỡng về đem metro gì bác kiểu thứ này nha. Ăn metro giờ phổ biến xài nhiều, rất nhiều, bởi vì nó công dụng nó sử dụng hết trơn với cái đơn bào đó. Rồi luôn cả vi khuẩn bây giờ cũng xài nữa, cho nên metro bây giờ đắt hàng, chạy hàng cái máy đắt hàng, hàng thì cũng đắt nhưng mà chạy hàng. Phòng bệnh đắt nào, vệ sinh ăn uống ha, đừng kêu bừa bãi ha. Thì nói chung mấy cái này thì quy tắc phòng đều giống như nhau, có gì đâu khác, đây qua đường tiêu hóa. Mới có 4 giờ để tôi tiếp tục cho tới hôm bữa nay là quyết tâm là phải 5 tiếng, nó không có dụng mà 4:30 gì hết. Và đây là ngày giữa tuần, không có liên quan đến vấn đề đến ngày cuối tuần, phải không? Nói hiểu ý nghĩa rồi hả? Hả? Ê, mà tôi nói vậy thầy ơi, em giữa tuần cuối tuần hay bất cứ ngày nào cũng giống thịt nhau, chắc cũng khó số hả? Có ai nào sách được cái số sách đi chiều về, sách đi chiều về không? Có luôn hả? Thì cũng chấp nhận thôi, cũng phải chịu đi chứ sao vậy. Có trễ thì chạy từ từ nha. Trời ơi, tôi đi
đi xe hơi gì mà có đã hai bác chỉ chạy 80 cây số giờ thôi. Chạy tới đâu chạy tới đâu, nó qua mặt nó luồn lắc về mày, luồn qua luồn xe hơi chạy luôn rồi. Tại chứ mê, chứ mê nguy hiểm. Đại đa số là cái nạn nạn giao thông ngày nay là cái lỗi lầm của xe hai bánh là phần lớn, lỗi xe hai bánh phần lớn, chạy không có luật lệ gì hết trơn. Và nhất là bây giờ đường quốc lộ kia thôi, trời chạy tốc 80 km/h mà nhìn ra cái gì nói chỉ từ lụm tới lụm thôi, không cách được đâu. Tôi chạy tôi cả cái đó, mà cứ chặn mấy cái chỗ mà qua lỗ rồi này kia là rồi.